Ngày mới sẽ tiếp tục với những thông tin giá cả một số mặt hàng nông sản vừa được cập nhật. Giá cà phê tăng 200 đồng vào phiên giao dịch hôm qua do giá cà phê Robusta tại London và giá cà phê Arabica tại thị trường New York cùng tăng mạnh. Dự báo giá cà phê Tây Nguyên hôm nay sẽ tiếp tục tăng mạnh do cà phê Robusta tại London đang tăng sốc. Hiện tại giá cà phê tại huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang ở mức 31.300 đồng một ký. Tương tự giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà có giá khoảng 31.200 đồng một ký. Giá tiêu tăng tại Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Phước tăng 500 đồng một ký, lần lượt ở mức 40.000 đồng một ký và 39.000 đồng một ký. Giá tiêu tại Đắk Nông và Đắk Lắk ổn định ở mức 38.000 đồng một ký. Giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai đi ngang ở ngưỡng 37.000 đồng một ký. Đây là mức giá thấp nhất trong vùng trồng tiêu trọng điểm.